Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Channel của mình sẽ training Revit Map, Revit cho mảng môi trường. Các bạn vui lòng ấn vào nút subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn tất cả các bạn. Ở lần trước mình đã làm một video liên quan đến việc chúng ta làm quen với Revit và những cái cài đặt ban đầu khi sử dụng. Có rất nhiều bạn đã comment về cho mình là yêu cầu làm tiếp các cái video tiếp theo. Đấy, thường thì Revit nó rất là nhiều cái nó làm cho bên mình khi mà chúng ta vừa làm quen ấy, nó rất là khó khăn. Đấy, những cái khó khăn đấy sẽ dẫn đến là chúng ta chán nản khi chúng ta sử dụng Revit. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tiếp cận và chúng ta sử dụng Revit cho các mảng. Đấy, cho các mảng ở đây thì mình sẽ nói là mảng về gì ạ? À, kiến trúc này, kết cấu này, hay là chúng ta cơ điện, hoặc là các cái mảng khác chúng ta có thể phát triển thêm từ những cái mảng đấy. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta bước đầu tiên ấy thì các bạn phải có phần mềm Revit được cài đặt rồi, thì ở đây mình sẽ sử dụng Revit 2020 nhé. Chúng ta sẽ khởi động phần mềm lên, đợi cho nó load khoảng tầm 30 giây. Đấy. Tùy thuộc vào cấu hình máy của các bạn nhé, có thể các bạn khởi động một phát lên luôn, cũng có bạn khởi động mà chờ khá là lâu. Ở đây là cấu hình của máy. Rồi, khi chúng ta khởi động Revit và Revit lên như thế này, thì đối với cái bài trước mình đã nói với các bạn đây là gì rồi. Đấy, các bạn chúng ta nhớ follow kênh nhé. Rồi, tiếp theo, để các bạn sử dụng Revit cho đúng mục đích, cho đúng mục đích của mình ấy, thì bên mình phải là các bạn phải biết template là gì. Đấy, template là gì thì ở đây nó sẽ có hai loại template là file template và family template. Bài trước mình cũng đã nói qua rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái template đấy. Các bạn khởi động một dự án mới, thường thì các bạn sẽ là mới bắt đầu tìm hiểu thì các bạn chúng ta phải vào new project. Thì trong new project này thì chúng ta sẽ có một cái group như này. Đấy, group như thế này thì nó sẽ có là các cái template mặc định của Revit nó đã cho ở đây rồi. Nhưng mà các bạn lưu ý, những template này nó là sử dụng hệ in, hệ của Anh Quốc ấy, các bạn chúng ta lưu ý. Đấy. Thì đây cũng là một bước khó khăn đầu tiên các bạn chúng ta gặp phải. Để làm chúng ta nản đúng không ạ? Ta vào chúng ta loay hoay, chúng ta không biết là chuyển giữa hệ in hay là các thứ. Rồi bây giờ mình sẽ vào một cái bất kỳ nhá, mình sẽ vào một cái bất kỳ rồi chúng ta quay lại rồi ta bắt đầu video tiếp. Rồi khi chúng ta khởi động một cái template vào ấy mà nó là hệ in thì chúng ta sẽ vào, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách là chúng ta vào manage này, vào project unit và các bạn kích vào này. Thì ở đây nó sẽ có những cái hệ in như thế này. Đấy, hệ in này được chưa? Nếu mà các bạn xem đến đây rồi, chúng ta đổi bằng cách là các bạn chúng ta vào đây chúng ta đổi thành mm đúng không ạ? Mm ok này. Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được nhá. Nhưng mà các bạn chỉ có thể sử dụng ở đây, cơ bản ở đây thôi. Còn đi sâu vào thì cần phải có những family để phục vụ cho quá trình chúng ta lắp đặt, chúng ta vẽ đúng không? Chẳng hạn là bây giờ mình sẽ vào tìm một cái family bất kỳ này. Thì những cái family ở trong này nó chỉ có là hệ in. Đấy, chỉ có hệ in. Đấy, và khi mà chúng ta lấy hệ in ra chúng ta sử dụng ấy là chúng ta lại mất công một bước nữa để chúng ta thay đổi đơn vị cho nó. Và có những cái family mà các bạn thay đổi đơn vị nó không nhảy. Đấy. Đấy, đó là cũng là một khó khăn. Để các bạn lưu ý nhé, chúng ta chọn đúng hệ hệ đơn vị để chúng ta sử dụng. Rồi mình sẽ tắt cái dự án mới này, chúng ta new một dự án mới lại. Thì ở đây mình sẽ nói này, một template nó đã, ở đây là chúng ta đang sử dụng những template mặt hình nhé. Những template này thì nó sẽ có một cái đặc thù riêng của mỗi hạng mục đấy. Đấy, ở đây chúng ta có thể là sử dụng construction là xây dựng đúng không ạ? Architecture là kiến trúc này, kết cấu này,
mechanical là các cái hệ cơ này, còn system là nói chung cho cái hệ thống cơ điện. Đấy, thì hiện tại của các bạn là không có system deformatrix này đâu, do mình đưa vào rồi nên nó mới hiện như thế này. Cơ bản là các bạn không nên sử dụng các cái template này, template có sẵn này, tại vì nó là hệ in, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta lấy cái hệ đơn vị meter ở đâu? Đấy, các bạn chúng ta kích vào browser này, kích vào browser thì các bạn sẽ có US Matrix ở đây. Đây là một cái folder US Matrix, US Imperial. Đây là một cái hệ đơn vị in. Đấy, nó là có những cái file template ở đây. Mình sẽ kéo xuống này, kích vào template line này. Ở đây nó có US Matrix. Đấy, Matrix là hệ meter đấy. Các bạn chúng ta kích vào đấy. Kích vào đấy xong rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu phân vân là chúng ta sử dụng template nào cho mục đích của mình, đúng không? Cho các hạng mục của mình. Thì bây giờ chúng ta lại phải tìm hiểu là những cái tên gọi như thế này. Được chưa? Construction là về xây dựng nói chung. Đấy, xây dựng nói chung thì nó sẽ bao gồm là kiến trúc, kết cấu. Được chưa? Rồi, còn deformatrix. Đây, deformatrix này. Deformatrix là một dạng, mình sẽ mở lên nhá. Các bạn chúng ta, nếu mà các bạn theo dõi kênh của mình ấy, các bạn để lưu ý những cái lời mình nói. Deformatrix là một file template, nó hoàn toàn là không có gì. Hoàn toàn là không có gì. Đấy, bắt đầu nó rất là sơ khai, được chưa? Và bắt buộc là chúng ta phải đưa, chẳng hạn như chúng ta muốn vẽ về kết cấu là các bạn phải đưa family kết cấu vào này. Bây chẳng hạn bây giờ mình sẽ thử bím nó coi có nhá. Nó chỉ có là cái này thôi, được chưa? Chúng ta phải loát những cái bím khác này. Cửa này, cửa nó cũng rất đơn giản là nó chỉ cho màu cho các bạn một loại cửa thôi. Hay là tường này, đấy tường này các bạn là có generic này. Đó. Ở đây thì những cái đấy thì nó sẽ hỗ trợ. Được chưa? Và sắp tới thì bên mình sẽ làm một video nữa về cái mảng là family system hoặc là family component, system và component. Các bạn lưu ý. Rồi, trong này cực kỳ cơ bản luôn, nó chỉ có là chẳng hạn phần view này liên quan đến các cái đặc tính đặc thù của một template, đúng không? Ở phần project browser này thì nó cực kỳ đơn sơ khai. Các bạn muốn phát triển một file template cho riêng mình ấy. Đấy, thì các bạn chúng ta sử dụng deformatrix này. Nhưng mà để đạt được cái tầm mà các bạn có thể build được một cái template ấy, mà từ cái deformatrix thì các bạn phải học rất là nhiều. Được chưa? Mình sẽ vào lại này. Rồi, các bạn vào US Matrix. Thì ở trong này các bạn chúng ta tiếp tục này. Ấy Matrix nhá. Còn cái US Canada nên thì các bạn đừng có kích vào. Rồi tiếp theo là ở dưới này này, đây là cái template dành cho riêng cái hệ điện này. Rồi, đây là hệ cơ này. Thì ở trong đấy nó đã hỗ trợ cho các bạn rồi, các bạn vào đấy các bạn có thể vẽ được. Nhưng mà để vẽ cho đúng ấy, cho đúng mục đích ấy, cho đúng các cái kích thước thì chúng ta phải đưa các cái family từ ngoài vào để chúng ta phục vụ, và chúng ta sẽ có những cái đặt trong đấy, được chưa? Mình sẽ ghim video, một cái video hướng dẫn về về map nhé, về về map nhé. Môi trường, tạo môi trường để chúng ta vẽ hệ thống. Thì đấy là cái cách chúng ta đưa family và chúng ta có những cái cài đặt trước khi chúng ta vẽ. Rồi, plumbing thì cho hệ thống gì ạ? Cho hệ thống mối chất là nước này, chất lỏng ấy, khí nén này. Đấy. Được chưa? Còn khí thì chắc chắn là chúng ta sẽ có là gì ạ? Mechanical này rồi. Tiếp theo là structure, đúng không? Structure thì có structure analysis này. Rồi, ok chưa? Tiếp theo là system deformatrix. System deformatrix là một hệ thống, là một cái file template dành cho các hệ thống cơ điện nói chung. Đấy, các hệ thống cơ điện thì các bạn hầu như là các bạn follow kênh của mình ấy, thì là các bạn hầu hết là 90% là các bạn liên quan đến
liên quan đến các hệ thống cơ điện đấy, được chưa? Chúng ta có thể kích vào đây để chúng ta xem này. Các bạn open lên. Thường mà các cái dự án hoặc là các công ty mà chưa áp dụng Revit vào gọi là trong cái hệ thống của mình, chưa có một cái quy trình để chúng ta làm việc ở dựa trên Revit, thì các bạn chúng ta có thể chúng ta là một người độc lập thôi. Ở trong một dự án chúng ta có thể sử dụng Revit để chúng ta coordinate, hay chúng ta combine, hay chúng ta làm bất kỳ thứ gì, khối lượng các thứ đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì ạ? Nếu là một cái người mà đứng ra làm được những công việc đấy thì các bạn phải sử dụng một cái file template nó đầy đủ. Chẳng hạn như là system Defometric như thế này, nó bao gồm là hệ điện này, hệ cơ này và hệ plumbing này. Hệ plumbing này là có thể là cấp nước, thoát nước này, chữa cháy này, vân vân này, được chưa? Ngoài ra nó sẽ có những cái màu ở đây này, chẳng hạn như vậy. Các bạn chúng ta có thể chúng ta xem. Rồi có một điều cực kỳ quan trọng nhé, có một điều cực kỳ quan trọng khi các bạn đây chúng ta xem này, ở trong này nếu mà các bạn đã có những cái trình độ cao hoặc các bạn đã trải qua những cái lớp của mình hay là những cái lớp của các cái khóa học khác, các cái đơn vị khác, thì hầu như các bạn đều biết đến cái phần system này. Đây, system này được chưa? Thì trong phần system này nó đã cho các bạn những cái hệ thống rất là cơ bản rồi, các bạn có thể lấy ra chúng ta sử dụng. Thì khi mà các bạn sử dụng như thế thì chúng ta sẽ đạt được cái level of development. Ở đây mình có thể là bấm lên đây này, level development LD đúng không? LD chẳng hạn như bên mình sẽ lấy là 350 đi. Revit này, ok này. Được chưa? LE 350. Mình sẽ lấy cái này nhá, cái này không 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 PR cho cái kênh nào đâu, nhưng mà mình sẽ lấy một cái kênh nước ngoài để mình review cho nó chất lượng, tại vì BIM ở Việt Nam ấy thì nó chỉ đến được mới đến cái giai đoạn là sơ khai thôi, nó bắt đầu đặt những nền móng ban đầu ấy. Rồi thì chúng ta sẽ có những cái gì ạ, những cái mức level of development, thì nó sẽ định nghĩa các bạn là level of development là cái gì, là cái chi tiết của đối tượng cũng như chi tiết của mô hình. Thì cái chi tiết đấy thì các bạn chúng ta phải phải xem, phải 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 tìm hiểu nhá. Cái này có thể là mình sẽ nói ở một cái video khác, được chưa? Thì nó sẽ có này, level 100 là cái gì này, nó chỉ có là các cái đối tượng này đấy, gì đấy, 350 là gì, 200 là gì này, được chưa? Đấy. Thường thì nếu mà các bạn chúng ta sử dụng những cái đối tượng có trong cái file template mẫu ấy, thì các bạn cũng có thể đạt được nhá, ở mức level of development là 300, 300. Còn 350 thì có những cái nó các bạn sẽ thiếu, các bạn sẽ đưa cái những cái đối tượng nó cao hơn vào đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ sử dụng đơn thuần trong này thì các bạn cũng có thể đạt được 300 đấy. Nếu mà một cái dự án mà đã thống nhất được cái level of development chúng ta làm BIM ấy, thì chúng ta có thể sử dụng ở trong này để chúng ta làm, được chưa? Chúng ta sử dụng ở trong này để chúng ta làm. Hoặc là ở đây là mình sẽ nói thêm một cái ví dụ điển hình nữa nhá. Các bạn có thể chúng ta nghe thôi, được chưa? Chúng ta nghe thôi. Chúng ta nếu mà ai mà đã từng làm về BIM rồi thì các bạn chúng ta sẽ rõ về cái vấn đề này. Là khi mà các bạn làm việc như vậy ý, thì thường thường là chúng ta phải có phần mềm Revit bản quyền, đúng không? Revit bản quyền. Nếu mà một cái phần mềm Revit bản quyền như thế thì các bạn chúng ta phải mua, hoặc là khi mà các bạn làm trong công ty mà đã áp dụng BIM rồi ấy, thì nó sẽ có như vậy. Thì thường chúng ta thường thường nhá, thường thường một là các bạn chúng ta phải tạo từ phần mềm bản quyền các cái family đấy, khi chúng ta đưa vào được chưa, chúng ta chỗ làm. Còn mà chúng ta load family RR77 vào ấy thì các bạn sẽ dính đòn ngay đấy. Thì nó sẽ là khi mà các bạn nộp bài thì nó sẽ phát hiện, nó sẽ quét được, nó sẽ có những cái phần mềm nó quét được cái các bạn đang sử dụng cái viết bản quyền hay là không bản quyền đấy. Lưu ý thì thường thường sẽ sử dụng những cái family trong này
được chưa? Hoặc các bạn edit hoặc các bạn tạo mới, đấy là tùy quyền các bạn, hoặc là yêu cầu của cái dự án đấy. Rồi nó sâu một tí được chưa? Nó có những cái này thì các bạn chúng ta có thể chúng ta vẽ bất kỳ một cái hệ thống nào đấy. Mình sẽ nói sâu một cái phần có một cái video nói về phần này rồi ấy, thì mình cũng sẽ ghi ở đây được chưa? Các bạn chúng ta kích vào đây chúng ta xem kỹ hơn. Rồi ở trong này nó cũng đã phân chia rất là cụ thể từ các cái view như thế này được chưa? Chúng ta muốn vào cái view nào chúng ta làm thì chúng ta làm thôi, nhưng mà đây cũng là một khó khăn tiếp theo đấy, được chưa? Cái cách chúng ta quản lý cái này cũng là một khó khăn. Thường thì các bạn nếu mà chúng ta mới mới chúng ta làm ấy, và các bạn mới xem video đến video này thì chúng ta mới biết được sơ sơ thôi, được chưa? Cách làm quen, và các bạn chúng ta có thể vào đây để chúng ta mày mò, chúng ta vẽ vời các thứ. Thì mình sẽ nói sâu một tí về cái phần này để cho các bạn đỡ bờ ngờ nhá. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta sẽ có là mechanical đi, thì chúng ta sẽ có view này, mặt bằng này, view trần này, 3D này, các section đúng không ạ, các cái hướng nhìn và section đấy. Thì khi các bạn vẽ một cái đối tượng ấy, vẽ một kiểu đối tượng ở mặt bằng đấy, đây mình sẽ là vẽ một cái ống gió đấy đúng không, chẳng hạn như vậy để cho các bạn chúng ta dễ hình dung nhá. Đây đây chúng ta vẽ một cái ống gió đi. Nếu mà chúng ta vẽ mặt bằng mà chúng ta muốn biết cao độ của nó ở đâu thì chúng ta kích vào đối tượng này, chúng ta xem ở đây thì nó sẽ có top này, đỉnh này, hoặc là tim này, hoặc là đáy này, được chưa? Thì các bạn muốn điều chỉnh cái này xuống thấp, các bạn muốn là nó cao độ cách sàn 50 500 thôi, 50 cm ấy, thì các bạn điều chỉnh như thế, được chưa? Đấy là cách chúng ta vẽ mặt bằng. Còn chúng ta muốn ra 3D chúng ta xem thì đơn thuần là các bạn kích vào 3D thôi, nó sẽ ra như thế này, ra cái ống giỏi của các bạn, được chưa? Tiếp theo là các bạn muốn ra các hướng nhìn thì chúng ta ra hướng nhìn để chúng ta xem là nó có đúng là 500 không đấy, như vậy đúng chưa? Tiếp theo là chúng ta có thể tạo ra những cái section đấy. Mình sẽ tạo ra cái section nhé. Đây, mình sẽ tạo ra những cái section như này. Go to view lên. Đối với section như này thì các bạn có thể kiểm tra nhé, kiểm tra và chúng ta chỉnh sửa, và chúng ta vẽ vẽ trực tiếp trên cái section này. Đấy, có những có những cái đường ống nó nằm đứng như này, vertical như này, thì các bạn phải cần vẽ một phải có một cái section để chúng ta vẽ nhá. Nó sẽ thay đổi cao độ như này, được chưa? Rất là đơn giản. Cái này các bạn nếu mà chúng ta xem đến đây thì chúng ta sẽ có một cái kỹ năng nữa đúng không? Để mà các bạn mới nhé. Còn các bạn làm lâu năm rồi thì mình không nói. Các bạn làm lâu năm rồi thì các bạn sẽ rất là ok. Cái phần này thì không cần phải nói đến nữa. Rồi. Tương tự với các view khác nhá. Các bạn lưu ý. Ok, thì đấy là phần view template để các bạn chúng ta dễ hình dung được chưa? Rồi có một cái nữa là gì liên quan đến family đấy, chúng ta bấm CM này, các bạn bấm CM nhá, chúng ta có thể vào đấy để chúng ta xem là các cái family nó đưa vào để phục vụ cho cái view template đấy. Đấy, rất là nhiều đúng không, rất là nhiều thứ. Và để các bạn chúng ta vẽ được cái này, liên kết cái này, chạy qua đây liên kết đây, thì yêu cầu phải có một cái family này thì nó đã hỗ trợ cho các bạn rồi đó. Thì đấy là cái việc chúng ta chọn đúng view template để chúng ta sử dụng. Ok chưa? Mình sẽ tắt đi. Rồi, bây giờ các bạn muốn tạo ra một cái file template của thằng xây dựng hoặc kiến trúc thì chúng ta làm như thế nào? Thì đây là một cái mà mình thì tất nhiên là mình là chuyên về cơ điển, nhưng mà cái phần này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, các bạn chúng ta vào này. Deformatic cũng được này, Construction cũng được này. Nhưng mà yêu cầu các bạn phải đưa vào rất là nhiều. Đấy, Deformatic ok, được chưa? Deformatic này. Rồi. Mình sẽ có một cái level như này, được chưa? Mình sẽ duplicate level này ra. Được chưa? Sau đấy mình sẽ gắn nó vào một cái là Architecture Plan. Thì lập tức nó là của Architecture Plan. Đấy. Còn cái này nó chưa được gắn thì nó chưa được gọi là architecture template, được chưa? Architecture template. Rồi đơn thuần là như vậy thôi. Các bạn muốn nó nằm vào thuộc tính gì,
hạng mục nào thì các bạn chỉ chọn vào đấy thôi, trong này có rất nhiều đấy. Thì đây là những cái cơ bản để các bạn chúng ta hiểu, các bạn cứ xem đi xem lại thì các bạn sẽ hiểu ra là các bạn sẽ có những kỹ năng mới. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục xem các video tiếp theo của Revit. Cảm ơn tất cả các bạn.